Ngày hôm nay, hơn 250 người đã phải sơ tán khi mà núi lửa Merapi trên đảo Java của Indonesia phun trào, gây ra những đám mây cho bụi nóng che phủ bầu trời và tràn dung nham xuống sườn núi. Cơ quan địa chất Indonesia cho biết là núi lửa Merapi đã phun trào vài lần trong đêm qua, phun khí ga cho bụi và nham thạch xuống một vùng rộng lớn có bán kính 5 km từ miệng núi lửa. Những đám mây và khói bụi nóng bốc lên bầu trời tại nhiều khu vực của đảo Java đông dân cư. Nhà chức trách đã khuyến cáo người dân cần tránh xa miệng núi lửa trong vòng bán kính 7 km do nguy cơ phun trào dung nham và cho nóng. Merapi là một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất trên thế giới. Kể từ tháng 11 năm 2020, thì ngọn núi lửa này đã luôn trong tình trạng báo động mạnh cấp 2. Lần phun trào mạnh gần đây nhất của núi lửa này là vào năm 2010, làm hơn 300 người thiệt mạng và khoảng 280.000 người phải đi sở tán. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé xin cảm ơn